Hi, xin chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của em. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên chia sẻ và cập nhật cho cô chú anh chị một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái câu chuyện đó là anh Hận và năm đứa con bị vợ bỏ. Thông tin ngày hôm nay cực kỳ sốc nha cô chú anh chị. Tại vì quý vị biết thì hiện tại Tiến đang ở cái nhà nghỉ. Thì vừa đi một cái chuyến hành trình xuống nhà ba mẹ ruột của anh Hận để mà xác minh những cái thông tin mà cũng giống như là anh Hận đưa ra, rồi là thông tin của em ruột, em trai ruột của anh Hận vừa đưa lên thì nó như thế nào. Thì thật sự một cái sự thật quá bất ngờ của chú anh chị à, để nói có sách mách có chứng để đưa cho cô chú anh chị xem mới không. Rồi nhiều người nói ồ đi hồi nào đâu mà nói ha. Đây cho cô chú anh chị nha. Đây là cô chú anh chị ha. Chú chị thấy không? Đó, bên đó là nhà của ba mẹ của anh Hận nha cô chú anh chị. Đó, vòng vòng đây là xung quanh sớm nha. Đó. Thì ngày hôm nay thì hôm qua, chính hôm qua thì Tiến cũng đã đăng lên một cái video chia sẻ về một cái người hàng xóm. Cái người hàng xóm này thì ở sát, nói chung ở sát nhà. Chắc nhiều khi lên trên video này thì ngày mai anh Hận sẽ biết ha, sẽ biết và không biết phản pháo gì về cái chú hàng xóm này không ha. Nhưng mà thật sự chú hàng xóm này cũng rất là can đảm khi mà dám chia sẻ cái video này của chú anh chị. Đó, tại vì chú quá bức xúc. Bức xúc vì sao? Bức xúc trước những cái hành động và trước những cái lời nói và trước những cái cử chỉ và trước những cái điều bịa đặt của anh Hận. Chú nói rằng đó là giả sử như đối với các người khác thì chú không quan tâm gì đâu, nhưng mà đối với một cái người mà là ba mẹ ruột của mình, ba mẹ ruột của mình, mà tại sao lại có một đứa con mà lại lên trên mạng là tố ba mẹ ruột của mình sai sự thật đến như vậy, mà sai sự thật đến nỗi mà hàng xóm cũng bức xúc nữa cô chú anh chị. Hàng xóm nói chung á là cái khu đó thì cô chú ở đó người ta rất là dễ thương. Em xuống dưới em hỏi cái gì người ta cũng trả lời hết, nhưng mà có điều á là người ta không dám đưa mặt lên. Vì sao? Vì người ta biết cái mức độ hung hãn của anh Hận này và người ta sợ bị trả thù. Thì em có quay một cái video á, thì em sẽ đăng lên sau cho cô chú anh chị xem ha. Quay một video ngắn những người hàng xóm người ta nói à, người ta cũng không dám chia sẻ khi mà lên video, người ta chỉ ngồi nói chuyện chia sẻ ra nói, và người ta cũng rất là bức xúc nữa. Người ta rất là tội nghiệp. Trời ơi, hai ông bà già lớn tuổi, ba anh Hận lớn tuổi rồi còn phải đi làm nữa, còn mẹ ở nhà thì chăm cháu, lo nhà cửa bếp núc, mà thương con thương cháu như vậy mà tới tuổi già lại một cái gặp cái cảnh éo le là chính con trai ruột của mình lại lên trên mạng tố cáo mình, mà tố cáo sai cho thật nữa. Hàng xóm người ta rất là bức xúc. Tại sao những cái điều mà không có như vậy mà tại sao anh Hận lại bịa ra? Hay là anh đã bịa cái câu chuyện của người vợ bỏ đi quá hoàn hảo rồi và muốn lấy thêm tình cảm của cộng đồng để anh tiếp tục anh bịa thêm nữa nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay có một số những cái thông tin mới nữa Tiến sẽ chia sẻ với cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay á, ngày hôm qua cô chú anh chị, Tiến xuống dưới Tiến hỏi xem là những cái người xung quanh có biết cái việc mà ba mẹ của anh Hận không cho đất anh Hận hay không, như là những lời anh Hận nói hay không. Thì người ta nói đâu có đâu trời ơi, người ta còn nói là anh Hận này được ba mẹ cho 10 công đất, bán 10 công đất bán với giá là còn là 300 triệu đồng nữa, 300 triệu đồng nữa đó của chú anh chị, và xài hết đi đâu đó một thời gian xong rồi về đây đòi bán đất nữa, đòi chia đất bán nữa. Nó không có hiền đâu. Còn ở nhà thì là cũng lười lao động, không có đi làm gì hết, thấy ở nhà không à, rồi đi nhậu suốt, đi nhậu với người này, đi nhậu với người kia suốt, rồi nhậu xong á thì lại là phá, nói chung á nhậu xong á lại là phá cha phá mẹ. Và cái sự việc á là ảnh có bị tù treo hay không, như là em ruột có nói, thì những người hàng xóm đây á, tại vì cái đó là cái họ thỏa thuận
giống như là người nhà người ta thấy bức xúc quá, người ta kiện ra tòa, và tòa phán sao á thì không biết, nhưng mà cái đợt đó là có ra tòa nha cô chú anh chị, à, có ra tòa đó. Và cô hàng xóm đây cô cũng chia sẻ rằng á là anh ạ, cái việc mà cơ quan, nói chung là những anh chính quyền ở đây đều nắm tất cả những cái thông tin liên quan về anh Hằng. Nếu mà ai có thắc mắc mà liên quan tới anh Hằng này á thì có thể một về quê để mà gặp họ, họ sẽ xác minh cho. Còn mà những cái liên quan tới cái việc mà lên trên mạng chia sẻ thì họ không có, tại vì trong đó cũng có những người mà đang làm việc nữa cô chú anh chị. Bởi vậy cực kỳ là căng nha cô chú anh chị ha. Đó thì thông tin đầu tiên chúng ta xác nhận là cái việc là ba mẹ anh Hằng là có cho đất, còn việc ảnh nó không có là sai sự thật. Em chưa nói tới cái clip mà ngày hôm nay ảnh mới lên, ảnh phản biện lại người em ruột nha, chút nữa sẽ có nữa đó. Rồi cái việc thứ hai là cái việc mà ảnh gượt, nói chung là cầm dao gượt cha mẹ của mình, dí dao vô cổ này kia là có nha cô chú anh chị ha. Và những lần như vậy á, thì người nhà người ta đều báo chính quyền hết, và những anh công an ở đây người ta nắm rất là rõ luôn cô chú anh chị đó. Và mời lên, nói chung là ảnh thì được cái sự chăm sóc rất là nhiệt tình của các anh xã ở đây, các anh xã ở đây, và biết nắm rất là nhiều, và chính cái ảnh cũng 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 chia sẻ như vậy nữa đó cô chú anh chị. Nên cái việc mà anh Hằng có quậy ba mẹ là có nha cô chú anh chị ha. Còn cái việc mà anh ba bị tù treo đó, bởi vì người nhà người ta bức xúc quá, người ta không có trị được nữa nên người ta phải nhờ cơ quan chức năng, nhưng mà sau này thấy cái gì anh còn mấy đứa con nhỏ nữa nên mới xin cho ảnh thì mới được tù treo như vậy của chú anh chị đó. Bởi vì không biết thương cha thương mẹ mà lại bây giờ lại lên ha, lại lên bôi xấu nữa. Còn cái clip mới đây nè cô chú anh chị, cái clip mới đây thì ảnh phản biện về người em ruột của mình. Thì thật sự ra anh Hằng ơi, anh đi càng đi anh càng đi xa ha. Có thể là ngày hôm qua khi mà người em ruột của anh lên trên mạng á để mà chia sẻ những cái đó thì anh nên biết cái điểm dừng và anh dừng lại ha. Chỉ vỏn vẹn giả sử như á, là người vợ bỏ đi, bỏ lại bốn đứa con, rồi anh gà trống nuôi con, giả sử như cộng đồng và mọi người có thương xót anh á thì người ta giúp đỡ anh, còn không thì thôi chấp nhận đi ha. Chứ mình đừng tiếp tục mà mình tạo dựng lên cái câu chuyện liên quan tới ba mẹ của mình để mà mình đánh động vào cái cộng đồng, tại vì câu chuyện này anh đã sai rồi. Tại vì không ai thích nghe một người con mà để lên trên mạng tố ba tố mẹ của mình được. Và ngày hôm qua người em ruột của anh chia sẻ lên đó, thật sự còn giữ trong cái bậc thang để anh leo xuống. Tại sao? Tại vì ngày hôm qua em của em ruột anh á, em cũng một phần nào bênh vực anh, bênh vực anh. Tại sao? Dù rất là bức xúc nhưng mà em nghĩ rằng đâu đó là cũng là anh em trong nhà, thì không ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Nên khi em lên chia sẻ thì chỉ nói về vấn đề là anh vu khống cho ba mẹ của mình và anh lên mạng anh xin lỗi thôi. Còn những cái việc khác thì hầu như là em trai anh đều ủng hộ và nói tốt cho anh, đúng không? Từ cái cô việc vợ nè tới việc mà anh đi làm siêng năng này kia nè đều nói tốt cho anh chứ không có xấu. Đáng lẽ anh phải, khi mà anh xem được cái video đó, anh phải thấy thương người em của anh và anh phải thấy thương ba thương mẹ của mình. Tại sao? Tại vì phút này á người ta vẫn nói mà, anh chỉ cần anh mở miệng ra anh xin lỗi và anh hứa từ nay anh không có được những cái việc đó nữa thì người ta sẽ tha lỗi cho anh. Mà dù cho anh không xin lỗi đi chăng nữa thì sau này người ta vẫn lo cho con cái của anh, đúng không cô chú anh chị? Cháu con cháu là không bỏ, và cả kể em anh và mẹ ruột vẫn thương các cháu chứ không phải là bỏ rơi các cháu. Mà tại sao anh lại lên nói như vậy, khi mà đáng lẽ ra khi mà cái video ngày hôm qua đăng lên á thì phần nào anh phải thấm, anh phải biết điểm dừng, nhưng mà anh đã quá xa và anh không biết cái sức mạnh của cộng đồng mạng đâu. Người ta có thể thương anh nhưng mà phải thương anh là thương thật chứ không phải là thương giả dối, chứ không phải là thương theo cái kiểu là anh nói sao người ta cũng tin như vậy.
và nó sẽ là cái con dao hai lưỡi quay lại cứu anh Đức Tài và dìm anh lại. Tại sao? Tại vì khi người ta phát hiện ra những cái việc anh nói hoàn toàn là nói láo và nói xạo, hoàn toàn là nói láo nói xạo, chính những cái người hàng xóm của anh người ta còn nói như vậy nữa, người ta còn không tin nữa, thì không chi là những người ngoài. Người ta nói là giả sử như một người nói thì không tin, giả sử 10 người 20 người nói thì sao, còn giả sử xuống đây không tin nữa thì người ta có những cái người mà làm trong công an hoặc là làm ở khu vực này, khu vực nơi anh ở, người ta có sẵn sàng người ta cung cấp thông tin, nhưng mà có điều là người ta không thể nào mà chia sẻ trên video được thôi, tại vì người ta làm, người ta vẫn còn đi làm mà, đúng không? Là còn rất là nhiều người người ta cũng sẽ nói, nhưng mà có điều là người ta sợ anh trả thù thôi, người ta cũng không dám nói, nhưng mà người ta cũng bức xúc. Đó. Đáng lẽ là anh xem cái video của em ruột của anh đó, thì anh phải cảm ơn em của anh vì đã chừa cho một cái đường để cho anh lui lại, và anh chỉ dừng ở điểm là vợ bỏ đi và để lại 4 đứa con, một mình người cha nuôi con thôi. Dù không biết là cái câu chuyện vợ bỏ đi có thiệt hay không, không biết nó như thế nào trong đó nữa, tại vì giờ có nhiều người đặt dấu chấm hỏi nữa, nhưng mà một chút em sẽ phân tích cho cô chú anh chị nghe. Chúng ta chỉ nói cái câu chuyện này thôi, nhưng mà đằng này anh lại tiếp tục lên để phản báo, và thậm chí trong cái video mà anh còn lại bắt đầu là tiếp tục nói xấu ba mẹ của mình và nói xấu người em của mình, là tranh giành đất đất của mình khiến cho vợ chồng anh lục đục nữa. Thì em xin thu anh luôn đây, quý vị khán giả nghe một khúc nha. Quá, thằng này nó khai cái vụ mà thằng nọ là hút đập đá rồi sao, là tôi mắc lên lớn cho quý vị nghe rồi. Ngày hôm qua em coi mấy kênh YouTube á, cũng họ cũng đã gặp em ruột của anh, thì em ruột của anh cũng đã nói những cái câu, anh đã coi cái, những cái video đó chưa? Thì em cũng xin nói lại, em ruột nói là trước đây anh dưới quê á, thì cha mẹ cũng rất quan tâm đến anh Hạnh và cho anh Hạnh mấy công đất, và sau này thì anh Hạnh đã bán đất không rồi đi lên đây, đúng không? Đó có phải sự thật như vậy không anh? Thì tôi cũng không có muốn nhắc lại cái chuyện gia đình, cái quá khứ chi, rồi có lại những cái bình luận, nhiều người hiểu thì bình luận tốt, còn không hiểu thì bình luận trái chiều cũng đau đầu lắm. Nhưng mà em tôi đã nói như vậy thì cũng có sáng có một anh trên YouTube là gọi cho tôi là nói cái nội dung như vậy vậy đó, chứ tôi cũng chưa coi nữa, là nói tôi là bán hết đất đai rồi quýnh đập cha mẹ gì đó đủ thứ hết. Rồi sẵn đây tôi cũng nói luôn, tại vì tôi nín rồi tôi không muốn nói, nhưng mà em tôi nó nói vậy bức xúc quá tôi phải chia sẻ lại. Nín rồi không muốn nói thì bữa giờ anh vẫn nói, anh vẫn trả lời bình thường, anh thấy thế anh có nín đâu. Nói chung là cái tính hơn thua trong người anh nó vẫn có nha. Còn từ đây tới mà ai mà nói tôi xấu tôi sẽ khai hết ra luôn, rồi lúc đó rồi đừng có nói sao là tôi không có gì tình gia đình, tôi để yên ổn làm ăn, để lo cho con cái tôi, để cho tôi yên lo cho cái tôi đi. Người nào lên nói tầm bậy sai sự thật về tôi sẽ nói người đó cho coi. Còn cái thằng Út á, thằng em Út, người không đe dọa không cô chú anh chị, xong rồi khẳng định đe dọa luôn là người nào mà nói xấu về tôi á, tôi sẽ khai hết sự thật. Quá sợ. Bây giờ bản chất nó bắt đầu là bộc lộ ra nè. Quý vị thấy không? Khi mà con người ta cố tình mà lấp liếm một cái câu chuyện nào đó thì nó sẽ nói dấp và nó sẽ bị lộ, và trước sẽ sau nó sẽ không trùng khớp với nhau, và không trùng khớp nhau. Nghe tiếp nha cô chú chị. Nó nói tôi là này kia phải không? Để tôi nói lại cho nghe. Là đất ở nhà tôi nhiều lắm, ở dưới Nam Căn một miếng, ở dưới U Minh một miếng, ở dưới Đồng Dơi một miếng, ở Kiên Giang một miếng, là miếng ở dưới U Minh á là 7 hecta, là 40 mấy 50 con tầm lớn, miếng ở dưới Nam Căn á cũng 2-3 hecta, 2 mấy con tầm lớn, miếng ở Đồng Dơi cũng 2 mấy con, miếng Kiên Giang 3 mấy con, nó cũng gần 5 hecta. Trời, ghê không? Đó, cha mẹ tôi á là đã bán hết mấy miếng kia, còn miếng U Minh á là bà dì tôi sang chịu cho 20 cây vàng, bà cũng giàu nhất nhì Cà Mau. Là thay vì á để dì của mình á, bà dì của tôi là dì của cha mẹ tôi sang thiếu cho mình á thì mình để mình làm đi, hoặc là sau này mình có bán lại nữa mình lấy lời ăn mình trả 20 cây cho bà. Cha tôi nhậu vô quậy hả ra
Cái thông tin này của chú anh chị thấy không, là tiếp tục lên để mà vu khống cha của mình là ăn nhậu quậy. Nhưng mà cái thông tin đó mà tiếng hỏi những cái người dân ở đó, những người hàng xóm đó, thì người ta nói không có. Trời ơi, có thấy một người nào mà lớn tuổi như ba của anh này mà bây giờ phải đi làm ở xa để mà nuôi nuôi vợ không, cô chú anh chị, nuôi vợ nuôi cháu không đó. Lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi làm, vậy là thế là bao nhiêu kẻ bao nhiêu công đức giàu quá ha. Và ngôi nhà của chú anh chị, thật sự ngôi nhà mà của nãy tiếng quay lên cho quý vị khán giả xem, ngôi nhà đó cũng là gian mà sập, không phải là gọi là sập sệ, nhưng mà ngôi nhà đó là ngôi nhà mới xây lên. Nói chung là nó chỉ là được xây xi măng lên rồi nhìn thấy nó đỡ đỡ hơn chút thôi, chứ bên trong nó cũng lụp xụp lắm cô chú anh chị. Là chứng tỏ là gì? Chứng tỏ rằng là ba mẹ của anh này cũng không có phải giàu có như lời của anh nói. Bà dì tôi á trả lại không làm nữa, hai dì bán miếng đất đó được 50 mấy cây vàng thì trả cho bà dì tôi 20 cây vàng đi, còn dư ba mấy cây vàng lo cho vợ con ra trả bà dì tôi. Bà dì bán lại 50 mấy cây, cái bà dì nó có công gìn giữ, nó kêu ra cho 2 cây về xài. Coi 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 cha tôi cái tính cái đó là có hay không đó. Rồi miếng đất ở dưới Nam Căn cũng bán nhiều bán quà hết, miếng đất Bình Dương cũng mới bán cách đây mấy năm bán đất hết, cái về lấy 13,5 công của tôi. Cái miếng đất 13,5 công là tôi đã làm mấy năm trời rồi, tôi mới đi lên Đồng Nai tôi làm, tôi cho người ta thuê mấy năm nữa. Cái cha mẹ tôi mới nói á, thôi hết hạn chuyến này mày lấy lại cho tao thuê đi để tao làm. Cái đầu thấy vậy thôi tôi lấy lại cho cha mẹ tôi thuê, cha mẹ tôi thuê cái đầu cái cha mẹ tôi cắt nhà để nó ở luôn. Rồi thằng cháu nó chơi nó lấy quẹt đốt nhà hay cặp điện gì cháy nhà lên, cái nói là hôm nay cũng có mấy clip nói là tôi đốt nhà. Quý vị ơi, cái này nha, nó có hai lần cái nhà đó bị cháy. Thì cái cháy đầu tiên á là xảy ra rất là lâu rồi, nhưng mà những cái người hàng xóm á thì người ta không dám xác nhận là anh Hẹn có đốt hay không, tại vì không ai xác nhận hết. Nhưng mà bữa đó có kéo lên xã để mà thưa kiện, đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai mà như anh hẳn mẹ nói á, là có hai ông cháu ở trong nhà, tự nhiên cái nhà cháy bốc cháy, có thể là chập điện như là anh này nói, hay cô chú chị thấy không, lại một lần nữa lương lẹo rồi. Đó là sự cố mới cắt nhà được 1 tháng thôi cháy rồi á, sau này mới cắt lại cái nhà khác bằng tôn, không dám cắt bằng lá nữa đó. Rồi á, cái lấy đất tôi lại luôn, cái về tôi nói ngố sao rồi, đất con là mà lấy vậy, cái tao thích tao cho, không thích tao lấy lại. Có giấy tờ gì chưa, bằng chứng đâu, ai cho mày? Cha mẹ tôi làm cha làm mẹ làm lớn mà nói ngang gì á, thành ra vợ chồng tôi xích mích, là vợ lớn của tôi. Không tin được của chú anh chị, tại vì người ta chia sẻ rằng là ba mẹ anh Hẳn rất là hiền và thương thương con lắm. Và nếu mà không thương con thì làm gì cho tới 10 công đất mà anh bán ra như vậy và còn lo cho cháu như vậy, mà bây giờ lại lên tốt. Mà nhưng mới vậy thấy không, từ bữa tới giờ thì giờ ba mẹ anh Hẳn cũng đâu có lên nói gì đâu. Thì có người em vì bức xúc chịu không được, tại vì bây giờ quý vị hiểu không, là ảnh có thể anh Hằng này anh nói ra thì có thể là người ta sẽ bàn, có người hiểu thì không nói gì, người ta không hiểu là người ta trách, à cái ông đó cái bà đó tại sao hai người lại giành đất của thằng con rồi đẩy nó vô đường cùng như vậy, tội nghiệp không. Trong khi hai ông bà sống từ đây xưa giờ không mít lòng một ai, không quậy phá hàng xóm, ai cũng thương hết trơn. Em nói thật sự em hỏi đó, ủa hai ông bà sống ở đây có mà gây gổ hay là làm mất trật tự hay là có ăn chơi gì không? Người ta nói không có, chỉ có là khi mà cái thằng con á là chính là ông Hằng này á, thì mới có thôi, chứ hai ông bà không có. Mà bây giờ tự nhiên tại sao lại lên nói như vậy, bởi vì thấy không, nó lại tiếp tục lên tố. Bữa hổm á thì nói rằng là ba mẹ không cho đất, còn bây giờ là nói à đất đó là đất của hứa cho rồi và lấy lại. Quý vị thấy lương lẹo chưa? Dẫn đến hai chồng ly dị chia tay rồi á. Cái đầu tôi tức quá tôi mới về tôi quậy, tôi giành quyền lợi của tôi lấy đất lại, đất của tôi cho rồi làm cả chục năm trời như vậy tại sao lại lấy lại? Rồi anh có bằng chứng gì mà ba mẹ cho không, hay là đó là những cái lời kể vậy thôi, lại tiếp tục nữa
lại lươn lẹo nữa rồi. Em nói thật sự chứ không có một người con nào mà như vậy hết á. Giả sử như ba mẹ cho đúng không? Sang tên để rồi gọi là cho. Chứ đâu phải là như lời anh nói đâu. Như như 10 công đắc của anh đó, mày sang tên cho để anh bán đó. Đó là cho. Còn đằng này á, anh về anh xin không được. Cái anh nói là ba mẹ cấp đất của anh cũng thua luôn. Vậy thấy không? Trước đây thì nói rằng là ba mẹ không cho, khi mà bị cộng đồng phanh phui ra thì anh nói đất đó là đất cho ảnh rồi mà đòi lại. Thấy thua không cô chú anh chị? Thấy lươn lẹo chưa? Và thì tiếp tục lại nói xấu ba mẹ của mình. Em nói thật sự chứ trên đời không có gì đâu, không có ai mà lại đi mà đem ba mẹ mình ra lại bêu xấu trên cộng đồng mạng hết, trong khi ba mẹ có nói bữa giờ cũng có nói gì không. Cô chú anh chị thấy không, dù nó giả sử như đó là tài sản của ba mẹ thì người ta muốn xài sao, ba mẹ thích thì ba mẹ cho, không thích thì không cho. Mà như quan trọng là phải tự lực mình cánh sinh, tự lực mình sống. Ba mẹ đã có công mà nuôi mình từ nhỏ đến lớn rồi, dựng vợ gả chồng rồi, không lẽ bây giờ á không cho miếng đất, giả sử như sinh không cho cái là nó ba mẹ là như thế này như thế kia, đâu được đâu. Không ai mà đem ba mẹ mình lên để bêu xấu. Rồi tiếp tục nói là tại sao mà thằng em ruột của mình lại lên mà bêu xấu, tại vì sao có chú gì, tại vì giành đất, tại vì ba mẹ thương đó. Nào chú chị nghe nè, Vậy làm cha làm mẹ nói hai lời vậy chứ, tôi tức tôi mới quậy, tôi lấy lại thì đưa cho tôi trước 10 công. đưa trước 10 công nữa cô chú anh chị. Không phải tức quậy, mà cái điều mà anh quậy ba mẹ của anh đó là từ xưa tới giờ rồi chứ không phải là mới đây. 10 công ở trên hậu á, trên đất thúi á, trong góc không có mặt tiền ở, tôi mới nói đổi ra ngoài cho tôi đi, chợ đường nước đổ lên cũng được đó, không đổi. Sau này tôi tức quá tôi bán rồi cái người mua lại người ta không chịu mua, ta nói trên hậu ta không mua, ta mua dưới mặt tiền cho ta đường nước cũng được đó, thà đổi cho cái người đó chứ không có đổi cho tôi, rồi cũng bán ké vô trong đó 1 công 2 công gì nữa thì bán nhiều cho người ta để người ta làm đường nước đó đó mới chịu bán, còn không cho tôi ra mặt tiền ở cho tôi ở hậu đất tôi kinh khủng nhé đó, tôi không ở được tôi mới bán, mà ngay đó lá nước tôi quắt là không nuôi tôm được, tôi bán á, rồi tôi cũng mua xe mua cộ rồi còn như tôi làm vốn 330 triệu, tôi bán được con đất được 330 triệu, tôi mua 2 xe 100 mấy rồi còn 100 mấy, tôi làm nên được 400-500 triệu, 400 mấy triệu, rồi qua cái lần dịch bệnh đó tôi mới phá sản, mới nuôi gà nuôi vịt rồi nuôi này nuôi kia, là nói chung là thất bại hoàn toàn đó. Nói tới việc mà nuôi gà nuôi vịt nè, có một cái anh đó, lúc mà mình rửa xe của chú anh chị, tại vì vô đó rồi cái đường đất không à, em nói cô chú anh chị cái đường đất không nè, cho cô chú anh chị xem nè, đâu rồi cái đường sình không à, không như thế không, đường sình không nè, đi không được, đi mà xe đi á, mà chạy á, mà trời mưa có chút xíu mà sình quá trời sình không chạy được, nó dính sình đầy xe luôn đó. Thì mới đem ra tìm gửi sửa xe, thì khi mà nói cũng cũng ra đó hỏi với em đi đâu, thì nói em xuống đây để mà em hỏi xem cái sự việc liên quan về cái câu chuyện của anh Hận đó, là có thật hay không. Thì ai cũng lắc đầu của chú anh chị, từ cái anh mà rửa xe tới cái cô mà nhà kế bên đi chăng nữa, họ cũng nói trời thằng này hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa rồi, vợ nó thương nó hồi xưa muốn chết, thương con luôn, và bây giờ á lại lên mạng để nó bêu xấu vợ con đó. Rồi ba mẹ thương á mà giờ nó bêu xấu ba mẹ, nó không ra gì luôn, nó phải chờ ở chỗ khác á, không biết gì, nhưng mà ở đây hàng xóm người ta biết hết trơn. Rồi có cái anh rửa xe mới nói trời ơi, mỗi lần mà nó về á là ông bà sợ có gì trong nhà á, là giả sử như có gà có vịt vậy là đem đi bán. Tại sao? Tại vì ông nói nha, theo cái lời nói của ông này á, là hẳn nó về á là nó đem đến, nó cũng đem đi bán hết trơn sợ tới cái đó đó. Mà nhà nghèo nữa của chú anh chị, bởi vì đi nhà ba mẹ nghèo mà nghĩ sao cho con được 10 công đất để bán ra 300 triệu, thì ta hỏi quý vị rằng nó là một cái tài sản. Em nói thật sự với riêng em nè, nói thật sự cũng không có được như anh Hẳn đó. Mà được như vậy mà còn lên mạng để mà view xấu ba mẹ của mình đó. Đó. Thì cô chú anh chị thấy đánh giá như thế nào? Em thấy anh đi quá xa rồi anh Hằng ơi, nên dừng lại đi. Nên dừng lại,
nếu không là anh không dừng lại được nữa. Tại vì những cái lời anh nói á thì hoàn toàn là sai sự thật. À, tính về câu chuyện của ba mẹ thôi, không có ai mà làm con mà lên biêu xấu ba mẹ mình không ra gì như vậy hết. Mà trong khi á thì ba mẹ mình rất là thương và lo lắng cho tiền cho đất như vậy, ba mẹ không thương làm gì cho mà 10 công đất. Mà bị nhớ không, không phải là một mình em ruột của anh Hằng lên tiếng mà cả em gái ruột cũng lên tiếng và cả chị cũng lên tiếng nữa. Thì hỏi cô chú anh chị tại sao mà nguyên gia đình không ai ưa à ông Hằng, mà bây giờ lại lên nói là tại vì em mình giành đất của mình nên nó cũng ghét nên thấy vậy cái lên để biêu xấu. Còn hăm dọa nó, nếu mà lên nó sẽ khai hết. Em nói thật sự, anh cứ khai đi, anh cứ khai hết đi ha. Nhưng mà quan trọng là cái sự thật đúng hay không, không phải là người ta chỉ nghe một mình anh nói đâu anh. Anh Hằng, người ta không phải là người ta nghe một mình anh nói đâu, nhưng mà người ta sẽ tìm hiểu. Và lúc đó đừng có để mình đi quá sâu nha. Anh có thể làm anh hùng trong nhà, nhưng anh không thể làm anh hùng ở trên mạng xã hội đâu. Đừng có đem những đứa con mình ra để mà mình ăn thương lòng hại của gia đình ha. Còn về cái câu chuyện của vợ anh á, thì bây giờ em nói luôn, chỉ có hai trường hợp thôi cô chú anh chị. Thứ nhất là nhiều người vẫn nghi vấn là anh Hận này đã làm gì cái cô vợ này. Nên tới hiện tại thì cô vợ này dù cho bị ảnh nói rằng là đập đá rồi nào bỏ chồng, nào là theo trai, nào là ở khách sạn này kia, tất cả mọi thứ, một cái hình thành một cái người vợ mà tồi tệ nhất mà trên đời mới thấy luôn, một cái người đàn ông mà lên trên mạng nói rằng là tôi thương vợ tôi nhớ vợ tôi, mới được có 2-3 ngày à, cái hôm nay là nói là vợ về tôi cũng bỏ à, rồi thì hôm qua lại nói rằng trời ơi, phải chi mà nó nhắn tin về để tôi đỡ lo, lỡ nó bị bán sang Campuchia này kia, tỏ rất là thương, mà hôm nay về lại nói là nếu mà vợ về tôi bỏ. Rồi lại lên trên mạng là bêu xấu vợ mình không ra một cái gì hết. Thì tôi hỏi quý vị nè, một người đàn ông như vậy á thì có thương vợ hay không? Dù nếu mà nói thương vợ thì cho vợ mình có làm sai đi chăng nữa mình cũng không bêu xấu, giờ mình chỉ nói à đi rồi chưa tìm được. Em thật sự em có chia sẻ một số những trường hợp người vợ bỏ đi nhưng mà người chồng người ta vẫn nghĩ rằng à vợ bị buôn bán sang Campuchia hay này kia, chứ không ai mà lên nói à vợ mình tồi tệ như vậy hết. Thậm chí dựng ra một câu chuyện là xã hội đen nữa. Em nói cô chú anh chị, bây giờ xã hội văn minh, pháp luật phát triển rồi, làm gì có cái câu chuyện mà dụ vợ người ta đi xong rồi nhắn tin khách thách thức rồi xong rồi lại cho xã hội đen đến nhà nữa. Thì tôi hỏi quý vị rằng á, làm gì có chuyện đó. Phải chi nhà ông Hằng này ông giàu có, vợ ông là hoa hậu người mẫu này kia, thì nói con tin nữa, con này cũng bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Mà tại sao có như vậy, đúng không? Tại vì ông muốn cho câu chuyện ông sinh động quá, biết là nó lòi ra nhiều điểm hở của chú chị không. Thay vì á vợ bỏ theo chồng, vợ bỏ theo trai, bỏ lại 5 đứa con, thì có rất là nhiều những trường hợp như vậy. Thì ông cho rằng cái trường hợp như vậy thì chắc có thể là cộng đồng chia sẻ thì người ta sẽ không quan tâm nhiều, nhưng mà bây giờ mình thêm những tình tiết giả sử như vợ bỏ theo trai rồi chồng bị giang hồ hù dọa, rồi nào là ba mẹ đối xử với mình tệ bạc, rồi là mình phải ôm, mình phải nuôi những đứa bé, những đứa con như thế này, cuộc sống như thế nào. Ông tạo dựng cái câu chuyện này sao? Tại cho anh đánh vào cái lòng thương của ông này, ông rất khôn nha cô chú nha. Ông tạo dựng cái câu chuyện này để ông đánh vào cái tình thương đó. Nên thứ nhất, nhiều người người ta suy nghĩ rằng cô vợ có thể là bị anh này làm cái gì đó, thì cái này thì em không dám kết luận, nhưng mà cơ quan chức năng họ sẽ nhìn thấy và họ sẽ vào cuộc ha. Chứ không có người vợ nào mà đi ngoại tình mà lại để điện thoại nhà hết. Em nói cái điện thoại là bây giờ là vật bất ly thân rồi, không muốn đi đâu phải có điện thoại. Người vợ cũng như vậy, sự muốn bỏ nhà đi chứ chăng nữa, mình đã quyết bỏ nhà đi rồi thì tất nhiên sẽ đem theo điện thoại chứ làm gì bỏ nhà đi mà để lại điện thoại. Mà điều đó là khiến em suy nghĩ tại sao bỏ lại điện thoại đó. Rồi tại sao mà nếu mà vợ đi theo nhân tình thì làm gì mà nhân tình lại nhắn tin vào cái số đó, dấu số của người vợ đó nữa, đúng không? Đó là sai nữa. Rồi cái suy nghĩ thứ hai là có thể là hai người này thông đồng với nhau. Tại vì sao? Tại sao em lại có cái suy nghĩ như thế này? Tại vì á, người ta nói rằng hôm qua là cái anh gì em ruột anh có kể, anh kể sao? Anh kể rằng là
người vợ này cũng không thương gì ba mẹ, thì quý vị biết rồi, con cái mà thương ba mẹ thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần nào đến vợ, và nó cũng sẽ thương ba mẹ. Còn mà con cái nó bất hiếu với ba mẹ rồi thì chắc chắn người vợ nhìn vào nó thì cũng sẽ không đối xử tốt với ba mẹ, nên có thể rằng là anh này đối xử tệ với ba mẹ ruột của mình, và cô vợ này có thấy như vậy thì cũng đối xử tệ đó. Mà vậy rồi người ta nói một câu là nồi nào úp dung đó, đúng không? Thì có thể là hai người này thông đồng với nhau để mà làm ra một cái vở kịch để mà gàn dựng lên để mà lừa tiền Mạnh Thường Quân đó. Nên cũng có thể rằng nên cô vợ sẽ không, nên không lên tiếng. Còn nếu mà thật sự như cô vợ mà bỏ đi theo nhân tình, cô vợ bỏ đi theo nhân tình nha, thì tất nhiên là khi người ta nghe cái này nè, quý vị thấy trên kênh Tiến Vlog của em đã chia sẻ rất là nhiều những trường hợp giống như là vợ bỏ đi, mà khi mà được chia sẻ lên mạng lập tức là vợ điện về, thậm chí là còn phân trần phân bài nó rất là nhiều. Còn tự nhiên cái khi mà vợ bỏ đi mà người chồng đã nói người vợ mình tệ hại như vậy, mà người vợ không một tiếng nào lên mạng, hoặc là không có nhờ người thân, không có nhờ họ hàng để mà nói lại, thì nó hơi ngộ ở đây nha cô chú anh chị ha, nó hơi khó lý giải ở đây đó. Đó thì đây sẽ là những cái mà ngày hôm nay Tiến muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị, và sau đó thì Tiến sẽ đưa lên những cái đoạn phim, những cái thước phim mà Tiến đã quay được ở nơi anh Hằng ở, và sẽ chứng minh cho những lời nói của Tiến là thật hay không nha. Thì sau đây xin mời cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ. Và sự có ý kiến gì về những cái nội dung mà Tiến chia sẻ thì hãy điện thoại vào cái số điện thoại mà được ghi trên màn hình để trao đổi cùng Tiến cũng giống như tất cả anh em đây nha. Thì xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị, bye bye.